Xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Auto Việt Nam. Ngày hôm nay, mùng 6 tháng 1 năm 2022, VinFast đã chính thức giới thiệu tới công chúng 3 mẫu xe ô tô điện hoàn toàn mới nằm ở trong phân khúc hạng A, hạng B và hạng C, lần lượt là VF E5, VF E6 và VF E7. Bên cạnh đó, các mẫu xe VF E35 và VF E36 được đổi sang với một tên gọi khác ngắn gọn hơn, đó là VF E8 và VF E9. Tuy nhiên, ngoài sự quan tâm của các mẫu xe mới, công chúng còn bất ngờ trước thông tin VinFast sẽ dừng sản xuất toàn bộ các mẫu xe xăng vào cuối năm 2022 để dồn tất cả các nguồn lực vào xe điện. Vậy, điều đó có ảnh hưởng nhiều tới những người đang sử dụng xe xăng hay không? Liệu chuyển hướng sang sản xuất 100% xe điện vào năm 2022 có phải là một canh bạc đầy rủi ro của VinFast hay là một trong những tầm nhìn chiến lược có chiều sâu? Hãy cùng Auto Việt Nam đi phân tích và mổ xẻ trong bài viết ngày hôm nay. Kể từ khi VinFast ra mắt hai mẫu xe xăng Lux A2.0 và Lux SA2.0 tại triển lãm Paris Motor Show vào năm 2018, người ta đã không khỏi ngỡ ngàng trước những bước đi thần kỳ của hãng xe Việt, bởi vì chỉ chưa đầy có một năm kể từ khi khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Cát Hải, Hải Phòng, VinFast đã cho ra lò những sản phẩm đầu tay mang thương hiệu Việt Nam, trưng bày tại kinh đô ánh sáng Paris, nơi mà được coi là cội nguồn của ngành công nghiệp chế tạo ô tô trên thế giới. Đến cuối năm 2021, VinFast tiếp tục giới thiệu tới công chúng những mẫu xe ô tô điện đầu tiên của hãng, đó là VF E35 và E36, tại triển lãm ô tô danh giá bậc nhất trên thế giới, đó là Los Angeles Auto Show, khẳng định với thế giới rằng Việt Nam không chỉ là công xưởng làm thuê cho các hãng xe lớn, mà giờ đây đã có thể tự sản xuất được ô tô, đặc biệt là ô tô điện, đứng ngang hàng với các ông lớn như Ford, GM của Mỹ, Toyota của Nhật Bản, Hyundai của Hàn Quốc. Và ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1 năm 2022, cả thế giới tiếp tục bất ngờ trước sự ra mắt của 3 mẫu xe ô tô điện nằm trong phân khúc hạng A, hạng B và hạng C với tên gọi lần lượt là VF E5, VF E6, VF E7, VF E35 và VF E36 được đổi tên thành VF E8 và VF E9. Như vậy, tính từ thời điểm hãng xe Việt bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy sản xuất ô tô cho tới tháng 1 năm 2022, VinFast chỉ mất vẻn vẹn hơn 4 năm để đạt được mục tiêu của mình, đó là sản xuất được xe điện và giới thiệu tại châu Âu, đặc biệt là bán xe ra thị trường Mỹ. Đã có những kỷ lục được giới chuyên gia nhận định rằng đây là những bước đi thần kỳ của một doanh nghiệp Việt trước các gã khổng lồ trong lĩnh vực sản xuất ô tô và công nghệ trên thế giới. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 1 năm 2022, tại triển lãm CES được diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, người đứng đầu của hãng xe VinFast là bà Lê Thị Thu Thủy đã công bố chiến lược phát triển của hãng với việc ưu tiên dồn tất cả các nguồn lực vào sản xuất xe điện, loại bỏ xe xăng vào cuối năm 2022. Những lời tuyên bố này không chỉ làm những người đang sở hữu những chiếc Fadil, Lux A và Lux SA 2.0 cảm thấy hoang mang, mà còn khiến cho những người sắp có ý định mua xe VinFast phải đắn đo, chờ đợi những thông tin cụ thể và hướng dẫn từ hãng. Theo nguồn tin đến từ bài phỏng vấn của đài truyền hình VTC với ông Hoàng Chí Trung, Tổng Giám đốc VinFast Trading Việt Nam chia sẻ rằng, ngay từ khi thành lập, tầm nhìn của VinFast đã được đặt ra là sẽ trở thành một hãng xe điện thông minh toàn cầu. Những dòng xe xăng của hãng đang được yêu mến và thực sự đã hoàn thành sứ mệnh với việc làm quen với thị trường. Đây hoàn toàn không phải là một quyết định bất ngờ, mà VinFast đã có lộ trình thực hiện rất cụ thể. Từ nay đến hết 2022, VinFast sẽ tiếp tục bán các mẫu xe xăng để phục vụ nhu cầu của thị trường. Như vậy, có thể kết luận được rằng VinFast chắc chắn sẽ dừng sản xuất xe xăng vào cuối năm 2022, bởi vì hiện nay xe điện đã chín muồi cả về môi trường chính sách tại các nước, nhận thức của người tiêu dùng và sự sẵn sàng về công nghệ và cơ sở hạ tầng để đáp ứng cho xe điện. Còn đối với những người đã và đang sử dụng các dòng xe xăng của VinFast, đều có thể hoàn toàn yên tâm vì hãng xe Việt đã dự trù rất lớn số lượng linh kiện, phụ tùng, thiết bị để đảm bảo cho việc thay thế và sửa chữa các mẫu xe xăng đến hết vòng đời. Thậm chí, lượng linh kiện này còn được VinFast chuẩn bị nhiều gấp 1,5 lần so với thông lệ thị trường. Chắc chắn, với việc loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng động cơ đốt trong sẽ khiến cho VinFast mất đi một lượng khách hàng rất lớn ở trong nước vì người dùng chưa thể từ bỏ thói quen tiêu dùng của mình. Tuy nhiên, nếu xét về nhiều khía cạnh khác như xu thế của thế giới dần chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch, môi trường chính sách nhiều tiến bộ dành cho xe điện, thói quen tiêu dùng của người dân trên thế giới, công nghệ, cơ sở hạ tầng hiện đại và hơn hết là quá trình biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu làm thay đổi cách nhìn nhận của giới lãnh đạo các nước phát triển. Điều đó minh chứng bằng việc vào hồi tháng 5 năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố triển khai kế hoạch đầu tư và phát triển thị trường ô tô điện. Cá nhân tôi cho rằng canh bạc dành cho xe điện của VinFast là hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi.
thà loại bỏ xe sử dụng động cơ truyền thống càng sớm càng tốt để tập trung vào một lĩnh vực hoàn toàn mới đang ở trong giai đoạn sơ khai. Tận dụng cơ hội này, VinFast sẽ phát triển bền vững và lớn mạnh. Còn đối với những người tiêu dùng ở Việt Nam và các nước đang phát triển, suy cho cùng, họ cũng phải dần thay đổi thói quen của mình để bắt kịp xu hướng tất yếu của toàn cầu mà thôi. Bởi vì hãng xe nào rồi cũng sẽ phải làm giống như VinFast, đó là loại bỏ hoàn toàn sản xuất xe hơi truyền thống, tập trung tất cả các nguồn lực vào xe điện. Như vậy, việc lựa chọn xe điện sẽ là bắt buộc và không còn sự lựa chọn nào khác. Vừa rồi là bài phân tích của Auto Việt Nam về chủ đề bài viết loại bỏ xe xăng vào cuối năm 2022. VinFast đang chơi tất tay với kênh bạc xe điện. Cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.